山间无花的白雪，大风刮过的草原，飞蛾入眠的翩翩，是与你有关的梦魇。无尽无边的深渊，渐渐浮现你容颜，不知所起的情缘，不经意见面言不绝。是谁一身修仙，换我一世周全，明明生死都看淡，却为你心慌意乱。Tinh Hà Trường Minh Tập 16. Gặp Bạch Lộ quay đi. Chẳng muốn hỏi cô ấy xem ngày nào là ngày tốt. Bệ hạ, bà chú sư đã dặn mấy ngày này phải đóng cửa tĩnh tâm, không thể làm phiền. Sắp hết 3 ngày rồi, sao quái vẫn chưa tính xong chứ? Trẫm đích thân đi xem. Bệ hạ, chưa hết 3 ngày mà, bệ hạ. Được rồi, trẫm có đi đòi nợ đâu. Soạn lịch chung của đại triều là việc vô cùng hệ trọng. Cả dám hăng hái như thế, chỉ có ngươi gây ra lỗi lớn như thế. Ngươi không muốn làm chức quan này nữa thì biến đi. Đâu Mộc Ngạn, bà chú sự đâu? Bà chú sự đóng cửa tĩnh tâm, không gặp ai, biến đi. Nói cái gì vậy? Bệ hạ, thật sai rồi. Bệ hạ, trẫm không nhận ra ngươi quay phong đến thế. Bệ hạ, thật không dám. Bạch Lộ đâu? Bà chú sự đóng cửa tĩnh tâm, để thần dẫn đường cho bệ hạ. Nhưng bà chú sự nói cô ấy không muốn bị quấy rầy. Trẫm tìm cô ấy mà cũng tính là quấy rầy sao? Không tính, dạ không tính. Bệ hạ, mời đi bên này. Bệ hạ, người đi thông thả. Bệ hạ, bên này. Tỉnh. Bệ hạ, mời đi bên này. Đứng lại. Bà chú sự đang đóng cửa tĩnh tâm, không ai được làm phiền. Thành ngọ bệ hạ giá đáo, còn không quỳ xuống đón. Chủ sự không thể dám thành ngọ tham kiến bệ hạ. Bà chủ sự đang đóng cửa tĩnh tâm, không gặp người ngoài, bệ hạ nên về đi. Người đang nói chuyện với trẫm hả? Vâng. Thú vị quá ha. Trẫm rất nhiều năm rồi chưa gặp kiểu bất chấp như thế này. Biết là bệ hạ giá đó mà còn dám ngăn cản. Thành ngọ, ngươi không muốn sống sao? Sao ngăn cản bệ hạ lại không muốn sống được chứ? Bệ hạ bảo bà chủ sự tính ngày tốt, nên bà chủ sự mới đóng cửa tĩnh tâm. Đóng cửa tĩnh tâm chính là để tính ngày tốt cho bệ hạ, không thể bị làm phiền được. Bị làm phiền sao tính ngày tốt được? Cho nên hôm nay chỉ cần có Thành ngọ ở đây, không ai được vào. Này thì không được vào. Bệ hạ, tĩnh tâm, im miệng. Chơi trò này nữa hả? Đi.
Anh dị xem, ngôi sao kia sáng hơn rồi. Tôi đang nói ngôi sao của ta hả? Đúng. Ngôi sao đó đại diện cho sự cao quý và xinh đẹp. Nếu nó rực sáng, tức là sắc đẹp của vị công chúa nhà mình đã vang danh khắp đại lục. Diệp tử, tôi lại dùng mấy lời định nọt để cười nhạo ta. Thế sao cô tỷ ở đâu?